hoặc đầu nửa tiếng trong thời kỳ mang thai, bào thai, nhau thai, cơ thể mẹ có thể được xem như một hệ thống được tổ chức tốt, hoạt động cùng nhau theo một kiểu thích hợp để kiểm soát các nhu cầu sinh lý trong thai kỳ. Chức năng của mỗi yếu tố đóng vai trò quan trọng với sự thành công của một thai kỳ. Một số hormone quan trọng như HCG và HPL và cả hormone steroid, estrogen và progesterone. Một, hoạt động nội tiết nhau thai. Nhau thai có chức năng giải tiết đa dạng và vượt trội so với bất kỳ cơ quan nội tiết nào khác. Điều đặc biệt là nhau thai không có kết nối tế bào thần kinh với các tuyến của thai nhi và mẹ. Cơ quan nội tiết về cơ bản của nhau thai bao gồm hai loại tế bào là nguyên bào nuôi tế bào nuôi và nguyên bào nuôi hợp bào nuôi. Tiết ra nhiều sản phẩm hormone khác nhau giải phóng vào cả tuần hoàn của nhau thai và mẹ. Sự tương tác giữa tế bào nuôi và hợp bào nuôi cũng có thể được so sánh với mối tương tác vùng dưới đồi tiền nghiêng dựa trên cả hoạt động nội tiết và từ tiết của các phân tử tín hiệu nhau thai. 2. Hoạt động nội tiết của nhau thai nhi. Cả tuyến nội tiết của thai nhi, tuyến yên, tuyến giáp và tuyến thần, tuyến tụy và tuyến sinh dục hoạt động ngay từ tuần thứ 11 của thai kỳ. Ở thai nhi nam, cả tế bào lytic của tinh hoàn đáp ứng với gonadotropin của nhau thai và đặc biệt là HCG sẽ sản xuất testosterone cần thiết cho sự phát triển bình thường của cơ quan sinh dục bên ngoài và bên trong của nam giới. Người mẹ không bị ảnh hưởng nhiều bởi testosterone của thai nhi do enzyme aromatase của nhau thai. Enzyme này chuyển đổi testosterone thành estradiol. Ở thai nhi nữ, bôn trứng không hoạt động và không tiết ra estrogen cho đến tuổi dậy thì, mặc dù tất cả các tế bào noãn đã bắt đầu đi vào tiền kỳ giảm phân. Thai nhi không thể chuyển đổi pregnenolone thành androgen, progesterone đi vào tuần hoàn thai nhi và tuyến thượng thận của thai nhi có thể chuyển đổi thành androgen. Vì vậy, vòi thượng thận của thai nhi trở thành nơi sản xuất chính cả tiền chất androgen tức thì của estrogen nhau thai. 3. Hoạt động nội tiết của mẹ. Về cơ bản, mọi tuyến nội tiết của mẹ vùng giữa đôi tuyến yên, tuyến giáp và tuyến thượng thận tương tác thích hợp với đơn vị thai nhi, nhau thai, mẹ. A nhỏ vùng giữa đôi giống như ở trạng thái không mang thai, trục giữa đôi tuyến yên thông qua điều hòa tế bào điều chỉnh phân lớn các chức năng nội tiết cần thiết, giải phóng hormone giải phóng corticotropin tăng cao trong quá trình mang thai trong tuần hoàn của mẹ và tăng theo cấp số nhân trong số thai kỳ, dẫn đến sự kích thích sự gia tăng hormone vòi thượng thận ACTH và gia tăng lượng cortisol trong huyết thanh được bỏ vào cortisol tự do trong nước tiểu, làm cho thai kỳ có tình trạng cương vòi thượng thận tương đối. B. Tuyến yên. Thai kỳ có liên quan đến một loạt các thay đổi trong hormone tiết ra từ tuyến yên. Sự suy giảm gonadotropin có thể do nồng độ estradiol và progesterone cao có tác dụng điều hòa ức chế trung ương. Suy giảm hormone tăng trưởng có nguồn gốc từ tuyến yên để thay thế bằng hormone tăng trưởng có nguồn gốc từ nhau thai. Sự bắt tiết tirotropin TSH giảm nhẹ trong thời kỳ đầu mang thai với sự gia tăng tyrosine tự do hoặc động kích thích tiền giáp liên quan đến cấu trúc HCG. Nồng độ oxytocin từ thiết sau của tuyến yên tăng liên tục trong số thai kỳ. C. Tuyến giáp có nhiều sự thay đổi về chức năng tuyến giáp trong thời kỳ với sự gia tăng globulin gắn kết tuyến giáp TBG lưu hành do tác động điều hòa của estrogen là protein vận chuyển chính cho hormone tuyến giáp. Điều này dẫn đến tăng cả tyrosine toàn phần trong huyết thanh T4 và triiodotyrosine threonine T3 nhưng không phải là nồng độ T3 T4 tự do quan trọng về mặt sinh lý. Do đó, cả quá trình trao đổi chất phụ thuộc vào cả hormone này thường không bị thay đổi. D. Tuyến thượng thận. Hệ thống renin, angiotensin, aldosterone được kích thích trong thời kỳ mang thai với sự gia tăng đáng kể mức aldosterone được thấy ở tuần thứ 8 của thai kỳ. Câu 22. Phân loại triệu chứng và chẩn đoán u nang buồng trứng. Một lớn phân loại, một nhỏ nang cơ năng là loại nang không do tổn thương giải phẫu, chỉ bất thường về chức năng buồng trứng, đường kính thường nhỏ hơn 6 cm, có loại lớn nhanh nhưng bị mất nhanh, chỉ tồn tại sau và chu kỳ kinh nguyệt. Có 3 loại nang cơ năng là nang bọc noãn được sinh ra từ nang được grab
không vỡ như sinh lý, tiếp tục tỉa estrogen kích thước thường nhỏ, chờ dịch màu vàng như estrogen. B nang hoàn tuyến thường gặp ở người triệu chứng giriocarcinoma do tăng HCG. Khi khỏi bệnh nguyên bào nuôi, nang hoàn tuyến sẽ biến mất. Nang hoàn thể xuất phát từ hoàn thể chỉ gặp trong thai kỳ, nang giải tiết như estrogen và progesterone. Hai nhóm u nang thực thể do tổn thương thực thể nhập vào buồng trứng. U thường phát triển chậm nhưng không tự mất đi. Kích thước u nang thường lớn, có vỏ dày, đa số lành tính. Có ba loại u nang thực thể. U nang bi thường gặp ở người trẻ, kích thước nhỏ, cuộn dài, trong chữa tuyến bã, rang tóc, dịch bã đầu, là cả tổ có nguồn gốc bào thai. U nang thanh dịch thường gặp ở người trẻ, u cầu cuộn dài, vỏ mỏng, thân chỉ một túi trơn, ít dịch trong hoặc phân chanh. U nang nhầy là loại u to nhất, có khi nặng 40-50kg, hay dịch các tạng xung quanh. U nang có nhiều túi, dịch trong nang đặc hay dịch nhầy, màu vàng nhạt hay nâu. Hai lớn triệu chứng, một triệu chứng cơ nang. U nang nhỏ triệu chứng thân keo nang, khối u tiến triển chậm, bệnh nhân vẫn hoạt động bình thường, được phát hiện khi khám sức khỏe, khám phụ khoa hay siêu âm. Trường hợp u lớn, cảm giác nằm vùng dưới, có dấu hiệu chèn ép các tạng xung quanh, gây tiểu rách, bị tiểu, bị đa tiểu. Hai nhỏ triệu chứng thực thể, u to, thấy bụng dưới to lên như mang thai, sơ thấy khối u di động, có khi đau, khám âm đạo tử cung nhỏ, cạnh tử cung có khối tròn đều, di động dễ dàng, tránh giờ biệt lập với tử cung. Trường hợp u dịn hay u trong dây chằng rồng thì di động hạn chế, có thể kẹt trong tiểu khung, chú ý khi khám không nên đè mạnh hay đẩy lên, có thể gây vỡ nang. Ba nhỏ cần lâm sàng xét nghiệm HCG âm tính, xem thấy khối u ranh giới rõ, soi bụng chỉ làm khi khối u nhỏ, nghi ngờ với thai lạc chỗ bụng không chuẩn bị, nếu là u nang bì sẽ thấy cản quang. Chụp tử cung, vỡ tử cung, có thuộc cản quang thấy tử cung lệch một bên, vỡ tử cung bên khối u kéo dài ôm lại khối u. Ba lớn chẩn đoán xác định dựa vào dấu hiệu thực tế và một số xét nghiệm cần lâm sàng. Hai nhỏ chẩn đoán phân biệt có thai tắc kinh, tử cung to bên HCG dương tính, ở dịch và tử cung, có tiền sử viêm nhiễm, thường viêm hai bên, thai lạc chỗ thể hiện tổ thành nang, chậm kinh, rong huyết, có khối cảnh tử cung đau, u sơ tử cung có cuống, siêu âm có thể gợi ý. Nội soi chẩn đoán trong trường hợp khó xác định, cổ chướng, gò được toàn bụng, khám khối u không rõ, rất to, có tiền sử sốc rẻ hay các bệnh về máu, có khối u ở máu, thường đa nang, u mạc treo, khối u cao, chăm cực kỳ khó khăn, bàng quang đầy nước tiểu, cần thông tiểu trước khi khám, một số trường hợp khó cần khám kỹ kết hợp lâm sàng, cần lâm sàng để xác định thêm. Sinh lý bệnh là nội mạc tử cung. Một nhỏ nguyên nhân. A nhỏ sự trong ngực mọc kinh là giả thiết của bác sĩ John Sampson để đưa vào đầu thế kỷ 20, giả thiết rằng sự trong ngực các tổ chức khi hành kinh đi qua vòi tử cung khiến cho các tế bào nội mạc tử cung lan tràn vào vùng chậu, khởi tạo nên hiện tượng cái ghép nội mô nội mạc tử cung dạng tương ổn, do đó kích thích chuyển sản và biệt hóa các tế bào phúc mạc thành mô tương tự nội mạc tử cung. Bằng chứng lâm sàng là nội mạc tử cung thường được tìm thấy ở các phân liên quan vùng chậu, thường gặp nhất trên buồng trứng, tử cung và dây chằng tử cung cùng khi nguyệt trang ngược từ vòi tử cung đã được quan sát trong quá trình nội soi. Hơn nữa, những bệnh nhân bị dị dạng đường sinh dục, cản trở thận kinh ra như dị dạng ống Müller tăng nguy cơ đáng kể bị làm nội mạc tử cung. Quan trọng thực nghiệm mạnh nội mạc tử cung từ mạo kinh có thể tiếp tục phát triển trong môi trường nuôi cấy mô hoặc khi tiêm vào dưới da bụng. Bé nhỏ đang theo đường mạo hoặc bạch huyết là nội mạc tử cung ở vị trí xa ngoài vùng chậu, có thể do các mạch nội mạc tử cung di chuyển theo đường mạch máu hoặc bạch huyết. Cơ chế này giúp cho giải thích sự hiện diện là nội mạc tử cung ở não và phổi. C. Sự chuyển sản biểu mô trong khoang cơ thể. Sự biến đổi của biểu mô các khoang cơ thể do một số tác động chưa xác định được có thể xảy ra sớm ở tuổi dậy thì chỉ sau và một pha chu kỳ kinh nguyệt. D. Tác động di truyền. Nguy cơ tương đối lạc nội mạc tử cung là 7% ở chị em ruột so với 1% trong nhóm trứng. Đặc điểm di truyền chính xác và chưa xác định. E. Các yếu tố miễn dịch.
đờ miễn dịch thay đổi có thể liên quan và sinh lý bệnh học của lạc động mạch tử cung. Vấn đề này còn đang được nghiên cứu và chưa được hoàn toàn sáng tỏ. Cơ chế này có thể giải thích lý do tại sao không phải tất cả phụ nữ bị trào ngược kinh nguyệt đều bị lạc động mạch tử cung. Hai nhỏ, đau do lạc động mạch tử cung. Nhiều cơ chế gây đau trong lạc động mạch tử cung xâm nhập, gây kích thích kích ứng và tác động trực tiếp vào thần kinh sản chậu. Tình trạng chảy máu từ tổn thương lạc động mạch tử cung có thể tác động trực tiếp vào thần kinh ở phúc mạc hoặc gián tiếp ở do ứ động. Các sản phẩm do chảy máu, đau có thể do các yếu tố tăng trưởng, cytokine, prostaglandin hoặc và histamine trong lạc động mạch tử cung, mô và dịch khoáng phúc mạc của phụ nữ bị lạc động mạch tử cung. Trong thực tế, nồng độ các chất này tăng cao ở những bệnh nhân mắc bệnh ở giai đoạn sớm và không điển hình. 3. Vô sinh trong lạc động mạch tử cung. Lạc động mạch tử cung từ trung bình đến nặng có thể là nguyên nhân vô sinh do dính và sẹo trên buồng trứng và vòi tử cung. Liên quan giữa lạc động mạch tử cung nhẹ và vô sinh còn đang được nghiên cứu. Bệnh nhân lạc động mạch tử cung có thể tăng nồng độ đại thực bào trong đoạn bóng và vòi tử cung. Đại thực bào tập trung đến các vị trí lạc động mạch tử cung có thể tác động vào sự phóng loạn, hình thành hoàn thể và sự thụ tinh. Các yếu tố do đại thực bào tạo ra có thể ảnh hưởng khả năng vận động tinh trùng. Prostaglandin F2A làm tăng cường độ cơ tử cung và tử cung và làm hẹp lục của tử cung. Nó có thể làm tăng co thắt tĩnh mạch tử cung và cường độ co bóp tử cung, do đó làm tăng mức độ đau bụng kinh. Prostaglandin có thể ảnh hưởng cơ thai hoặc sữa làm tổ. Các đại thực bào đều khỏa còn tạo ra interleukin phô bì phơi nhiễm sẽ giảm khả năng phân chia. Yếu tố hoại tử u TNP và các cytokine khác có thể kích thích tăng sinh tế bào nội mạc tử cung. Với cả trường hợp lạc động mạch tử cung và vô sinh, can thiệp phẫu thuật là một chỉ định hết sức cân nhắc do nguy cơ làm tổn thương mô buồng trứng dẫn đến giảm dự trữ buồng trứng cũng như nguy cơ nhịn chờ về sau. Chẩn đoán và xử trí viêm âm đạo không đặc hiệu và viêm âm đạo do Candida albicans hoặc lớn, viêm âm đạo không đặc hiệu hay còn gọi là viêm âm đạo Gardnerella, viêm âm đạo vi khuẩn là bệnh nhiễm trùng âm đạo phổ biến nhất. Một nhỏ bị hiệu lâm sàng, 50% phụ nữ bị viêm âm đạo không đặc hiệu, không có triệu chứng gì. Và những trường hợp có triệu chứng, viêm phổ biến nhất là tiểu dịch màu xám, mùi hôi. Hai nhỏ chẩn đoán khi có hiện diện 3 trong 4 tiêu chí sau. Đối với hạt âm đạo thường trong khoảng từ 5 đến 5,5. Soi tư dị âm đạo phát được bộ sinh lý thấy tiêu bản nền sạch, rất ít hoặc không có bạch cầu, rất nhiều vi khuẩn và đặc trưng là tế bào trì điểm. Tế bào trì điểm là tế bào bị mô lá với rất nhiều vi khuẩn bám trên bề mặt che phủ mờ đường viền và tế bào và bề tương. Dịch cao hạt 10% nhỏ vào mẫu dịch soi tươi tạo mùi tanh, tức huyết tại chứng tính. Dịch tiểu âm đạo màu xám đậm nhất mùi hôi. 3. Điều trị sử dụng là thuốc chống vi khuẩn kỳ khí tại chỗ và toàn thân. Điều trị phù hợp đạt hiệu quả 90%. Đưa âm đạo kem clindamycin 2% bôi âm đạo, sử dụng trước khi ngủ trong 7 ngày hoặc 100mg dạng trứng. Đặt âm đạo buổi tối trong 3 ngày. Metronidazole đặt âm đạo một lần mỗi ngày trong 5 ngày. Được uống metronidazole 500mg 2 lần mỗi ngày trong 7 ngày. Phác đồ liều đơn 2g là một sự lựa chọn khác, mặc dù đây có thể là phương pháp ít hiệu quả nhất. Nên tránh uống rượu trong vòng 24 giờ sau khi sử dụng. Clindamycin 300mg 2 lần mỗi ngày trong 7 ngày. Không khuyến cáo chỉ định điều trị bản tin một cách thường quy do chưa chứng tỏ được hiệu quả tránh thai tái phát. Điều trị trong khi mang thai là rất quan trọng. Có mối liên quan giữa viêm âm đạo không đặc hiệu do vi khuẩn về cả kết quả bất lợi cho mẹ và thai nhi chẳng hạn. Sinh non, ổi vỡ, vỡ ổi non, viêm ổi mang ổi, clindamycin đường uống có thể được sử dụng trong thuốc thai kỳ. Đưa âm đạo không nên sử dụng vào nửa sau của thai kỳ. Metronidazole có thể được sử dụng sau 3 tháng đầu tiên thai kỳ. Bệnh nhân bị tái phát nhiều lần cần được sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Hai lớn, viêm âm đạo do nấm Candida là bệnh viêm nhiễm âm đạo phổ biến thứ hai. Ít nhất là 75% phụ nữ sẽ bị nhiễm nấm một lần trong đời. Một nhỏ bị hiện lâm sàng. Bệnh nhân bị viêm âm đạo do nấm thường biểu hiện là dị âm đạo đặc trưng có màu trắng đặc, ngứa âm hộ cực độ và có cảm giác rát.
âm hồ có thể sưng đỏ, bệnh nhân có thể tái phát và nổi bật nhất trực thần kinh và có liên quan đến giao hợp. Nhiễm đậm xảy ra thường xuyên hơn trong thai kỳ. Bệnh nhân nhiễm C. tropicalis và C. velarata có thể có triệu chứng không điển hình, thường là kích ứng với ở âm hồ, nhiễm âm đạo và ngứa hít. Hai nhỏ chẩn đoán dựa vào hỏi bệnh sử, khám thực thể và soi tươi giữa âm đạo về đường bộ sinh lý và cao hạt 10%. Khi khám có thể thấy các vết tơi sửa ở âm hồ và âm đạo có thể nơi đỏ, khí hư dạng mạng như phô mai kích dính, nhiễm C. tropicalis và C. velarata có thể không biểu hiện tiết dịch như kinh điển. Khí hư có thể có màu trắng sáng và mỏng, pH âm đạo có thể bình thường hoặc tăng nhẹ 4 đến 1,7. Soi tươi dưới kính hiển vi kèm cao hạt 10% cho thấy sợi nấm hoặc là giả sợi kèm nấm bao tử đang phát triển ở 50 đến 70% phụ nữ bị nhiễm nấm. Test huyết âm tính, không cần chỉ định nuôi cấy ngoài trừ một số trường hợp nhiễm nấm tái phát. Ba điều trị như chế phẩm có sẵn để điều trị nấm Candida âm hồ âm đạo thuộc gồm thuộc bôi azol dạng kê toa hoặc là không, và thuộc uống kê toa. Thuộc uống thuộc chống nấm đường âm đạo dạng viên đặc hoặc kem dạng kem bôi có thể dùng theo 3 phác đồ đơn liều, liều trình 3 ngày hoặc 7 ngày. Các thuộc cụ thể gồm butoconazole, clotrimazole, miconazole, tioconazole và teconazole. Phác đồ không kê toa chỉ nên dùng cho những trường hợp tái phát với chẩn đoán rõ đã nhiễm nấm trước đây và hiện tại biểu hiện triệu chứng giống hệt. Trong thai kỳ, dùng thuốc chống nấm tại chỗ trong 7 ngày là phác đồ điều trị duy nhất. Thuốc uống bao gồm fluconazole và ketoconazole. Fluconazole có sẵn dưới dạng đơn liều 150mg cho nhiễm nấm âm đạo đơn giản. Với trường hợp nặng nên lặp lại liều trong 72 giờ. Với nhiễm Candida tái phát, dùng liều 100mg, 150mg hoặc 200mg được uống lặp lại mỗi 3 ngày. Với tổng số liều 3 liều. Ketoconazole được sử dụng hiệu quả trong điều trị nhiễm nấm Candida mãn tính và tái phát, không chỉ định rộng rãi vì thuộc có nguy cơ 50% nhiễm độc gan. Phác đồ 200mg 2 lần một ngày trong 5 ngày, sau đó 200mg mỗi ngày trong 6 tháng. Viên nang acid boric âm đạo 600mg trong 14 ngày có thể có hiệu quả và thường được chỉ định đối với nhiễm nấm nặng hoặc do non abicans. 4. Nhiễm nấm tái phát mãn tính 5% phụ nữ. Trong hầu hết các trường hợp không xác định được yếu tố nguy cơ, tuy nhiên cần xem xét các khả năng sau: không tuân thủ đầy đủ liệu trên điều trị nhiễm HIV. Nấm Candida tái phát có thể bị hiện triệu chứng ở phụ nữ nhiễm HIV, cần chỉ định xét nghiệm HIV. Trong những trường hợp này, điều trị kháng sinh kéo dài nhiều các tác nhân kháng thuốc như C. tropicalis hoặc C. velarata lây truyền qua đường tình dục từ bạn tình nam, có thể xem xét qua trường hợp nhiễm trùng tái phát, phản ứng dị ứng với tinh trùng và chất diệt tinh trùng âm đạo, bệnh tiểu đường, cần xét nghiệm glucose huyết thanh lúc đói nếu bị nhiễm nấm tái phát.